Xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về bản củ chu nhân chứng. Ngày hôm nay mình sẽ nói để cho các bạn, thứ nhất, bước đầu tiên các bạn phải viết được bản củ chu nhân chứng ra. Bước thứ hai, các bạn buộc phải học thuộc bản củ chu nhân chứng, nghe chưa? Thì bây giờ mình sẽ chỉ tất cả các bạn cách viết bản củ chu nhân chứng cho nó nhanh gọn lẹ, được chưa? Thì các bạn nhìn giúp mình: chứng nhân 1, chứng nhân 2, chứng nhân 3, chứng nhân 4, chứng nhân 5, chứng nhân 6, chứng nhân 7, chứng nhân 8, và chứng nhân 9, và chứng nhân 10. Ok chưa? Rồi, các bạn quan sát nè, bắt đầu các bạn viết nha. Bắt đầu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Thấy chưa? Từ 0 đến 9 nè. Từ 0 đến 9 nè. Các bạn thấy chưa? Từ 0 đến 9. Và các bạn viết tiếp tục ngược lại: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Thấy chưa? Đây, vậy là các bạn đã nhớ được bản củ chu nhân chứng một cách đơn giản: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Xong viết từ dưới lên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy chưa? Đó, vậy là các bạn đã viết được bản củ chu nhân chứng mà không cần phải nhớ gì cả. Và không cần phải nhớ gì cả. Nhưng khi học thuộc bản của chương chính để cho nhanh trong vấn đề tính toán, thì mình khuyên các bạn học một cách rất là cơ bản: chứng nhân 1 bằng 9, chứng nhân 2 18, chứng nhân 3 27, chứng nhân 4 36, chứng nhân 5 45, chứng nhân 6 54, chứng nhân 7 63, chứng nhân 8 72, chứng nhân 9 là 81 và chứng nhân 10 là 90. Mình khuyên các bạn học rất bình thường, không cần phải cố gắng dùng kỹ năng, kỹ thuật hay là một cái gì đó để cho nhớ nhanh, nhớ gọn, nhớ lẹ. Mình khuyên các bạn cứ đọc bình thường, đọc thuộc. Tại vì sao? Ở chương trình từ lớp 1 tới lớp 5 các bạn chỉ học đúng có là từ bản của chương 2 đến bản của chương 9 mà thôi. Các bạn một ngày các bạn dành 5 phút các bạn đọc lướt qua một lần, cứ đọc chứng nhân 1 bằng 9, chứng nhân 2 18, chứng nhân 3 27, chứng nhân 4 36, chứng nhân 5 45, chứng nhân 6 54, chứng nhân 7 63, chứng nhân 8 72, chứng nhân 9 là 81 và chứng nhân 10 bằng 90. Các bạn ngày nào các bạn cũng đọc như thế 3 lần giúp mình, thì bảo đảm với bạn một điều: bạn sẽ nhớ bản của chương 9 một cách theo bản năng luôn. Theo bản năng luôn. Ví dụ như khi người ta nói 9 x 5 là 40, 45, 9 x 7 là 63, 9 x 9 là 81. Đó, tại sao mình có kỹ năng đó? Bởi vì mình cũng học đọc thuộc bản của chương 9 một cách rất là cơ bản thôi, không cần phải cầu kỳ hoa lá hẹ gì đâu các bạn. Rồi, trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.